Xin chào cả nhà. Hôm nay VNK sẽ khởi hành tới một nơi mà có những cây lớn nhất và sống lâu nhất thế giới. Trên đường đi mình gặp những cây ăn trái rất là nhiều, cho nên quay cho cả nhà xem luôn. Cả nhà xem cái khu vực này như thế nào. Đây hồi nãy mình ở trên cái chỗ này nè, mình đi dòng theo núi nè, rồi này là cái khung cảnh nè. Ở trên đây bắt đầu lạnh rồi. Mình định đi Yosemite là một cái nơi rất là đẹp tuyệt vời luôn á, mà bây giờ trên đó bị bão tuyết cho nên không có đi được. Cũng là Cali nhưng mà trên ở khu vực này thì nó xa phía trên của Cali cho nên nó rất lạnh.
suối. Sao qua con đường mình lên nè, nó cong nó kia luôn ha, từ ở đây lên nè, đó con đường nè. Yên đây mà trời mưa nữa, đó con đường nè. Cong rồi đi lên dòng núi mà cao lắm, bây giờ là 4-5 ngàn feet á. Checking. Đấy, quá đẹp. Anh, cẩn thận ha anh. Đi đâu á? Con đường nãy mình lên nè. Đây đây là những con thú mà ở nơi đây, rắn chuông có nè, ở tuốt trên đây là 9.000, là 2.798 mét, còn cái này ở xa nữa là 12.6160 feet. Đó. Cái độ cao của nó từ 2.000 đến 3.000 mét. Tới nơi những cây khổng lồ ở đây rồi. So sánh với lại cây này với lại chiếc xe đó. Wow. Người ta tới đây để người ta đi bộ đường dài hiking á,
khổng lồ luôn, quá cao. Và có cây nè, nó nặng hơn là hai cái máy bay jet này luôn, 700 tấn. Wow. Cây của nó nè, và so sánh nó với lại cái thân cây bờ ngang của nó, nó là 12m40 feet, lớn nhất. Đến mấy cây này là cũ lắm, 2000, khoảng 2000 đến 3000 mấy năm lận. Wow, à, thấy không, mấy cây này nó, nó sống rất là lâu. Đây là cái sao mở mà không ai vô. Ô, cây sentinel này, mỗi cây nó có tên hết nha cả nhà. Cây này là sentinel, còn mình muốn tới chỗ là gọi là General Sherman đó, nghe nói cây đó lớn lắm, mình phải chạy thêm nữa. Đây là cái museum của nó. Đây của nó gì á, nè, mấy ngàn năm lận. Nè, cái này là cái seed của nó, là cái gì đó ông xã, seed là cái trái để ra cái hột của nó đó, phải không? Đây là mình có thể so sánh được cái cây so với lại những cái như là nữ thần tự do thì nó cao cỡ như thế nào. Để thấy cái cây này nè, nó ngang ngang cửa luôn, cái cây này thì nó cao hơn luôn. Nó có lửa cao ở đây khoảng kể 200, khoảng 210, 200 mấy gì đó feet chứ gì. Nhưng mà cây này nó càng cao hơn đó luôn rồi. Đây là bàn tay của mình so với lại cái cây này nha. Đây là cho cả nhà so sánh những cái xe với lại cây ha. Thân cây nè, anh chụp cho em cái này nè, đẹp quá luôn á. Wow. Mặc dù trời mưa, mưa cũng to nhưng mà người ta vẫn đi như thường. Đi tiếp con sơ ơi. Đi lên đây em thấy có một cái cây này bự lắm nè. Thật là những cây khổng lồ thiệt luôn. Wow. Coi nè, hai cái cây luôn. Anh, hai cây thành một rồi phải không?
vô trong cái đường mòn này. Cây này có người vô luôn rồi ha, hả anh ơi, anh quay lại nè, anh chụp vô anh. Ok rồi. Cái thằng cần lắm. Anh ơi, cái con gì nè? Có không? Lông gì kìa. Cái đó giống như là cái nấm hay là cái gì á, mình cũng không biết luôn đó. Đang nói là cái gì anh, một cây thì chẳng lên non, hai cây chậm lại hả? Đó là thơ của ngày hôm nay nha cả nhà. Thôi mình đi tiếp. Thông xanh đẹp quá. Đi lên đây thật là đáng luôn á. Mấy đẹp nó rất là khó, nhưng mà mấy chỗ khó là mấy chỗ đẹp không à. Cái thân cây của nó có rễ cây khổng lồ. Anh tới đứng ở chỗ cái cây này cho em so sánh cái nó bự như cỡ nào anh. Đó. Cái bờ ngang của nó đó quá chừng luôn. Anh nói sao? Giờ cái bây giờ mình đi bộ vô cái cây khổng lồ tên là General Sherman. Ở đây giờ lạnh lắm nha, giờ mà có tuyết luôn nè. Có mấy chỗ có tuyết nè ha. Nhưng mà ở đây là vẫn là Cali nha. Đi lên nữa đi ông sao? Ngồi chắc cây này quá. Nó cười cái đế cành.
Do you know where the general shaman is at? It's up ahead. Yeah. Did you guys go? Huh? Did you guys go yet? Yeah. Oh, you did? It's over there, right? Is that Chang right there? Ba cái cây nè. Mình thấy dùng dính một. Tôi biết à. Ồ, nước quá chừng luôn anh xã, cảm ơn đi. Cái này là hai cây song song. Hai cây song. Giới thiệu, cây này là General Sherman. Nặng 1256 tấn, 1487 cubic meter và ngang cao 275 feet và ngang của nó là 11 mét. Ngang của cái đế của nó đây, xin giới thiệu cây lớn nhất của cái công viên này. Cây này là wow, 3.200 năm tuổi, cao 311.5 mét và ngang nặng 1487 cubic mét. Quá to luôn. Giờ mình tới gần General Sherman ha. Giờ cái tay của mình nó lạnh. Đây nè, cành lớn nhất thế giới luôn á. Kinh khủng. Okay. Let me know when you guys are ready. Okay. All right. Cả nhà nhớ subscribe nha. Hôm nay hai vợ chồng đi rất là cực luôn á. Tạo tinh thần cho hai vợ chồng mình nha cả nhà. Cảm ơn nhiều. Thôi giờ mình, hai vợ chồng mình quá lạnh rồi. Cống tay rồi, thôi giờ xin tạm biệt cả nhà nha. Nhớ like, share and subscribe nha cả nhà. Ủng hộ mình nha. Mình lạnh tê cái tay luôn á. Tự nhiên nó đã lạnh rồi mà mưa xuống nữa.
lên trên đây nó rất là đột ngột cho nên là phải chuẩn bị áo quần rồi này kia chứ không thôi là cống. Giờ mình đi xuống lại, xuống sớm sợ là bị tiếp rơi á, rồi phải bỏ vào cái sợi dây xích cho cái bánh xe để có độ bám. Bạn mà đi từ Santiana tới Visalia là thành phố gần cái rừng này nhất là khoảng 3 tiếng cho đến 4 tiếng. Nếu bạn đi mùa đông thì nên coi trang web của cái park này và xem để coi có những con đường nào đóng vì tuyết hoặc có những cái yêu cầu như là dùng tire chain. Con đường lên núi rất là quanh co cho nên các bạn nên chạy xe cẩn thận. Nếu có dịp các bạn hãy đến đây một lần vì nơi này có những phong cảnh thiên nhiên rất là hùng vĩ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.